Bé mày ơi, con làm chơi có vui không? Con chơi có vui không? Vui quá bà ơi. Bà ơi. Con nằm đằng ngoài nha. Rồi. Mày ơi, con kể chuyện đi, hôm qua con đi giết người làm sao? Con đi giết người về làm sao? Con giết người con có khóc không? Con kể cho ba nghe đi. Con có khóc không? Có, con khóc và con khóc chút ha. Con hít khóc hơn 2 lần trước á ba. Không có nhiều, mỗi đầu tiên con có khóc đâu. Trong nó phản ứng chậm thôi nhưng mà nó đâu có khóc nhiều cho lần trước khóc suốt luôn. Mà lần này nó khóc rồi nó ngưng mà. Khóc rồi lại ngưng. Tại mấy bạn xung quanh khóc á, con mới khóc theo. Con ra ngoài là con hết khóc rồi. Ừ, con ra ngoài con hết khóc rồi. Nhưng mà xung quanh mấy bạn khác thích sao con ra khóc quá thì khóc. Cái con nhìn xong cái con khóc theo á. Gửi lại ký ức của con hồi nãy á. Thế là con khóc theo thôi. Chứ con ngoan lắm, con giỏi lắm. Mẹ bưng con ra cái phòng ngồi chờ uống thuốc cô ta. Lúc đó là con hết khóc rồi. Tại mấy bạn làm sao hư quá làm chi ha? Đâu phải lỗi tại mình đâu, mình giỡn mà. Hi. Còn ba ba đi chích ngừa Covid có vui không? Ba có khóc giống con không? Ba có giỏi giống con không? Ba không khóc đâu, ba cũng giỏi như mây trần vậy đó. Ba cũng không có sợ luôn. Bác sĩ chích ba 1 mũi. Ba không có khóc đâu. Tháng sau ba cũng đi chích 1 mũi nữa. Còn tháng sau con cũng đi chích nữa mà. Ba với con đi chích vui vẻ. Ha. Vui không? Ba dụ con hoài. Ba lần nào đi chích ngừa ba cũng nói ba dẫn con đi chơi. Cuối cùng đi chích. Ha. Ba dụ con quá à. Ghê. Mày khỏe chưa? Chích xong bữa nay hết mệt rồi đúng không? Khỏe rồi đúng không? Nhôi được rồi đúng không? Hey. Kể chuyện nữa đi, mình kể chuyện nữa đi. Có gì vui nữa không? Hey, có gì vui không? Không có gì vui nữa hả? Hết chuyện kể rồi hả? Buồn nhỉ? Chiều kia mẹ dẫn cái bờ sông chơi với bồ câu nha. Chơi với bồ câu rồi chơi với bồ câu vui nữa nha. Nghe mẹ nói con thấy bồ câu con cười khặt luôn á hả? Sao thấy bồ câu cười ăn mà cười khặt vậy? Vui lắm hả? Thích bồ câu lắm hả? Mấy bữa trước ba đi chung với con sao con không cười? Cái bữa ba ra tệ hơn cái con ngồi cười khặt với bồ câu. Sao vậy? Là chào. Tối nay đi, chiều nay cho bồ câu ăn nữa nha. Chiều nay đi cho bồ câu ăn nữa nha. Ha. Con có cho bánh bồ câu không? Không có. Có hả? Có luôn. Chỗ gì luôn á hả? Thể thao. Bé mày thích tập thể thao lắm đó. Bé mày thích tập thể thao. Mình chơi trò quen thuộc nha. Tập thể thao. Mày tập thể thao. Tập thể dục, mình tập thể thao. Mình tập thể dục. Hi. Yo. Tập thể dục, tập thể thao, sức khỏe dồi dào. Tập thể dục, tập thể thao. Nè tập con sao? Yo. Hey. Nè tập con vậy hả? Yeah. Hi. Yo, khỏe quá. Khỏe người, tập thể thao, khỏe người. Bỏ tay, ở chân. Hi,
hey, cha, hey, cha, hey, cha, hey, cha, khỏe, khăn, khỏe, khăn, chứ, khỏe, khỏe, khăn, khỏe, khỏe, khăn, khỏe, khăn, khỏe, khăn, khỏe, khăn, hay dữ quá. Mày nhồi nhồi nhồi. Ê, nói chuyện nghe chơi đi. Nói chuyện linh tinh đi. Rồi chuyển qua gặm tay rồi. Thôi đừng có chơi vô, đang chơi với ba mà. Thôi mình tắt nha. Mình tắt nha. Tắt ha. Bye bye.